Anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của Thiện Harley và hôm nay Thiện sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe đã qua sử dụng. Đó là Street Bob 2021 anh em ha. Màu uh, Spruce. Màu này hơi hiếm, hơi khó đọc chút xíu thì có thể thì uh, gọi uh, na là màu xanh nhớt đi anh em. Màu này ở ngoài cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi. Tại sao dạo này lại uh, rất là nhiều video clip về xe đã qua sử dụng? Dạo này bên hãng đang gọi là thu gọi là khuyến khích những anh em đổi xe. Đó, tại vì xe mới bây giờ giá tốt quá cho nên là anh em đổi xe đưa xe cũ vào và lên đời thì thành ra những chiếc xe đưa vào đây là những chiếc xe cực kỳ chất lượng và được hãng kiểm tra cho nên là nếu anh em muốn tìm kiếm xe lướt chính hãng thì hãy vào kênh của Thiện Harley và xem nha anh em. Luôn luôn là người đầu tiên của hãng đưa ra những video này, lên những video này cho anh em nha. Rồi, cùng tìm hiểu nha anh em. Bob 2021 Máy uh, 107 CI Tương đương với 1745cc Thì đây là một trong những cái đời máy uh, cuối cùng trước khi chuyển lên máy 114 Và cái màu này á thì là màu uh, Sprut Thì uh, nếu mà dịch trên Google là màu uh, cây uh, vân chi uh, Vân chi nam gì đó Thì nó là một cái loại uh, Nhánh cây à, Cây uh, lá kim đó của cây cỏ mà cái những cái cây này thường nó mọc ở xứ lạnh anh em ha đó nhưng mà thiện thì thấy gọi màu xanh nhất cũng ok màu này hiếm lắm anh em thật sự giờ ở việt nam đếm ra đầu ngón tay luôn sweet bob thì là một mẫu xe full custom cho anh em một cái phôi về để anh em có thể tự độ chế theo cái mong muốn và cái sở thích cá nhân hóa của mình tính cá nhân hóa cực kỳ cao thì uh, chiếc xe trước mặt là của một anh khách cũng chơi xe rất là nhiều xe ở Harley và bây giờ sẽ đổi xe anh em ha đổi một dòng xe khác nên anh có nhu cầu cho đi rồi một chủ xe rất là chịu chơi và chịu chi và có tâm với cái xe bây giờ thì sẽ đi từ đầu xe tới cuối xe để cho anh em xem thử coi đồ chơi trên xe có những gì ha đó và giá xe thì sẽ để đề cập ở cuối video anh em theo dõi nha ở cuối video nó cũng có tiếng bô âm thanh nữa nên là anh em theo dõi tới cuối nha rồi phần đầu đèn có cái phần fairing mão fairing À và anh chủ vẫn có thể tặng cho anh em thêm cái phần mão nhỏ giống chiếc break cao nếu anh em không thích cái phần này để anh em đi phố nó gọn hơn ha. Cái này để lên đi tour ha. Rồi. Ở đây thì có những cái chi tiết trang trí thêm ha, dán dán thêm nè. Cái màu sơn là sơn zin. Chỉ có những cái này là ảnh dán thêm cho đẹp ha anh em ha. Ở đây có cái camera hành trình kết nối bằng wifi nè, đó, đặng luôn. Camera đó trước sau luôn anh em. Ở đây có cái gù chống đổ hai bên bánh trước. Đó, anh em thấy cái bánh phần bánh căm này như thế nào anh em tưởng nó màu đen đúng không màu đen mà nhưng mà này anh em nhìn kỹ nè thì bây giờ thì mới nói là anh chủ xe này rất là kỹ và có tâm ảnh à, bọc lại nên anh em à, anh em thấy không mở ra nè là chrome ở trong vẫn rất là sạch sẽ cho nên những anh em nào mà muốn chrome á, thích chrome á, thì để tháo cái này ra nhưng mà theo thiện thấy thì để cái này nó vừa bảo vệ nó vừa an toàn nó vừa đẹp thẩm mỹ tông xoẹt tông với lại cái xe luôn và nó vệ sinh nữa anh em chống đổi chính hãng anh em chống độ chính hãng nhìn vô biết liền cầm vô sờ vô biết liền anh em đèn xi nhan trước là cũng đã led rồi nha nè xi nhan trước thì mở lên luôn led nha xi nhan trước led luôn đó đèn led trước luôn nè thì cái đời này thì đèn zin uh, led rồi rồi lọc gió alanes anh em ha vẫn còn lọc đó vẫn còn uh, lọc gió zin ừ, nếu anh em mà thích nhưng mà thật ra lên lọc gió này đâu có giờ zin nữa anh Bô là bô à, móc Bô móc á Thường bô móc á, Bô chi nó chỉ tới đây thôi nè Nhưng mà ảnh à, Cho nó thẩm mỹ nè Ảnh gắn thêm cái end cap End cap CNC nha anh em Thêm end cap CNC vô cho nó đẹp Đó Đồng điệu cái xe Ở phần này thì dán thêm cái phần carbon nữa cho nó đẹp Ở đây có cái à, ốp chống nóng luôn Cái chi tiết này quan trọng lắm nè Nhiều anh em à, Hay hỏi thiện là Mua như thế nào Như thế nào đó Thì giờ à, cứ gắn sẵn luôn nè anh em rồi, ở phần sau này thì có cái shit 3 Để anh em đi uh, tour để đồ và cái phong cách đổ xe của cái xe street pop thì thường là như vậy ha. Đó, miếng bát da dán đằng sau. Yên uh, nếu mà chống yên á dán vô cũng đẹp ha. Để nó chống chạy cái uh, lớp sơn này. Vẫn còn yên đôi nha, yên đôi đồ chơi. Nếu mà anh em mua xe thì anh chủ xe tặng luôn. Rất là có tâm, chịu chơi có tâm luôn, mà anh chủ xe quá tuyệt vời. Ở đằng sau đèn này cũng là đèn LED luôn nha anh em đèn led luôn á à để hình xi cho anh em coi thế nè nha led rồi đây dây tăng áp <laughs> swimming eagle buji thay luôn máp lại luôn rồi anh em xe máp lại chạy ngon hơi hám của chiếc xe này chạy ổn lắm anh em rất là mượt <laughs> thì nãy hiện chạy rồi thấy ok lắm gác chân sau luôn có sẵn luôn nè thường là những cái dòng này nó mà solo là không có gác chân sau anh để gắt chân sau nhưng mà vẫn để solo thì để anh em gắn yên sau chở vợ chở người yêu ha có cái để nước cái này cũng ok dễ thương nè rồi anh kể không? anh bọc lại nè anh bọc cái đá số lại nè bọc lại ở trên đây luôn nè đó rồi coi ô đô thử coi 11.150 km vẫn quá ok cho một cái xe mà đã từ 2021 tới giờ đây có thêm cái để điện thoại rốc rồ nữa cho anh em nè và đặc biệt là có cái xi uh, nhan nối dài. Trái phải anh em thấy không? Xi nhan nối dài. Rất ok. Và ghi đông nữa nha anh em, ghi đông nữa. Ghi đông này là ghi đông của Rocking Special. Ghi đông này là 14 inch. Ừ. Ghi đông 14 inch nha anh em, ghi đông này đi rất là phê, sướng. Chạy cái dòng này thì phải lên ghi đông cao chạy nó mới đẹp. Ừ. Đó, xi nhan. Để Thiện tắt máy đi cho không hết bình. Rồi. Đó, cơ bản đồ chơi như vậy thôi, kể cả có cái gù sau nữa. Đây. Đó. Rồi ở đây dán thôi, mấy cái này là dán cho nó đẹp anh em. Rồi. Giá đi anh em ha. Giá xe 425 triệu cho một chiếc xe 1745 cc vô quá trời đồ chơi, chạy 11.150 cây. Tính ra là cũng không chạy nhiều anh em mà cái máy của Harley Davidson đó anh em khi mà anh chị em chạy qua 10.000 anh em mới rodai xong thôi đó là lúc này máy móc rồi chạy một kinh khủng luôn rồi xe hiện giờ đang có ở Harley Sala quận 2 anh em nào mà quan tâm xe này muốn xem xe thì liên hệ trực tiếp cho Thiện nha qua số điện thoại quen thuộc là 0902 bảy thì sẽ hỗ trợ cho anh em và khi mà anh em liên hệ với Thiện bất cứ xe gì thì đều có một cái giá tốt nhất Đó à, nó là đặc biệt như vậy nha anh em và nếu như anh em thích video này hãy cho thiện một like một subscribe để lại comment nha anh em rồi cảm ơn em nha